Xin chào các bác, chú anh chị. Phiên chợ bonsai Vạn Phúc Hà Đông, những ngày giáp Tết, cận Tết các bác nhé. Phiên chợ vừa là giáp Tết này, vừa là cuối tuần. Đấy, chỉ còn một ngày, vài ngày nữa thôi là đến Tết đấy. Thì đào quất lại bắt đầu như thực lệ bày bán rất là nhiều. Nhất là đào quất, thứ hai là hoa, lan, các loại cây hoa. Thì xu thế Tết là người ta cây hoa nhiều. Các người buôn bán cây đều đổ về buôn hoa, buôn quả. Đấy. Thì bonsai thì chỉ còn lại một chút thôi. Đấy, thì nhưng mà nó cũng là cái thời cơ để cho mọi người gia tăng thu nhập, xong rồi bắt đầu lại quay trở lại như bonsai. Đấy. Tết mà. Thì hôm nay sẽ đi một vòng chợ để các bác xem toàn cảnh không khí chợ Tết là như nào các bác nhá. Rồi, chị em nhá. Đi lướt một vòng, có thể là các bác xem nó hơi đau mắt một chút để tôi di chuyển liên tục ấy. Mình vừa mới đi qua cái cửa hàng quất, bây giờ đến chỗ chim hai. Ở đây có một quầy dao rất hay. Các bác mua dao Thái Lan đúng không? Cái này anh em bán nó 70. Giá rẻ bất ngờ luôn, này không phải ngay. Cái này là mình để gọi là mình cạo râu được đấy các bạn ạ. Cạo râu. Sao lên tích cho mút sẩm chơi chỉ ly cặp tay lọt thẻ mút đó lên. Cái này không chặt được, cái này mình để lọc thịt. Lọc thịt. Dao chặt khác, dao lọc thịt khác. Dao chặt khác mà dao lọc thịt khác. Vừa nãy mình chặt vào cái sắt kia không vấn đề gì. Cái loại này thì hoàn toàn nó sẽ để ý luôn. Không có một tí vết nào, không có tí vết nào. Chất lượng của nó là không phải nghĩ luôn. Ngày Tết nhất mà làm con lợn thì ngon lành nhỉ. Người lợn già thì không phải để ý luôn em. Đấy. Chưa từng thấy luôn. Cái này mình thương hiệu nó là thương hiệu gì đấy? Giao chết Cao Bằng anh ạ. À Cao Bằng. Nó kêu như kiểu. Nó đi hoàn toàn bằng jeep xe tăng. Một bản đấy có nhiều tiền không? Cái này là 200 đấy ạ. Đấy còn dao phay này là anh bán 150. Dao phay. Dao này là chặt gà. Đúng rồi. Đấy. Chặt gà, chặt cả thịt. Cay đến tận đằng sau luôn này. Chưa từng có luôn. Hay quá. Hay quá. Hết luôn. Tí nữa đi vòng cái quay lại ủng hộ bác. Đi vòng quay lại ủng hộ anh. Rồi. Làm con bộ dao chơi hay quá. Đây thị trường chi mai là một cái. Ôi em ơi, dao kiểu đó. Đấy. Đâu bằng đó. Vẫn khỏe đâu. Một cái nét đẹp của miền Bắc nói chung đấy. Và người Hà Nội thì chơi nhiều hơn. Đó là chi mai ngày Tết. Nhất chi mai mà. Đấy. Ngày xưa thì thơ đi vào thi ca rất là nhiều ấy. Phía sau sân trước một ngành mai đấy. Đấy, của thiền sư gì đấy tôi cũng không nhớ lắm, nhưng đại loại là thơ không chuyên lắm, nhưng mà có biết cái bài này lâu rồi không quan tâm, không nhớ. Đấy. Một cái loại cây rất là tao nhã, mai nhất chi mai, và làm dáng thế và có hoa để chơi Tết luôn. Tí nữa ra múc con dao về chặt gà ngày Tết. Có rồi nhưng mà có vẻ cái chậu nó hơi to so với cái diện tích mà người ta muốn để trong nhà, trong đôn trong nhà. Thì sẽ đi một vòng để xem ở bên trong kia có những cây nào hay tôi sẽ quay các bác nhé. Đào đây. 20. Có bán quất đâu anh về? Có, anh bán đất đấy mà. À đây à? Ừ. Ui, nhà này. Có bán cái cây này, để lấy. Đây là mang đi đây. Bộ tam đa cái ác ấy nhỉ? Cúc bốc. Bộ này bao nhiêu tiền đấy? Là cả bộ đúng không? Còn có bán lẻ không? 12 triệu. Thế coi là 4 triệu cây.
1 triệu cây. Panda cũng bốc 35 triệu, 7 triệu đô. Đào này giá man đấy. Bán hai con huyền đẹp. Cũng bốc quá. Cúc này Tết này là thích chơi. Bốc nó lại ra là ít mà. Vâng. Cúc mốc này để mà to bằng này thì khó lắm. Đấy, bonsai chỉ còn lại chưa thớt thôi. Còn tất nhiên quất cũng là bonsai và những cái cây thế mà cây truyền thống ấy thì không được bày bán nhiều vì nhiều chỗ thì còn thương mại đã kiếm những cơm manh áo ngày Tết đã nhân vời nhá. Cây cung mốc của nhân vời thân của nó rất là cổ lão. Đây bên này thì đang rất là nhiều hoa. Nhiều hoa, tất nhiên hoa nó không đẹp lắm nhưng mà con này hay đôi chầu vào nhau này rất là chịch hoành. Xanh tốt. Đấy, ông đang quảng cáo dao á. Ta cứ đi dọc theo cái chiều của chợ này thôi. Đấy, cả cái nhân lão làng nhất trong làng bonsai cũng đi buôn quất rồi. Đây, số cái tác phẩm quất của anh Tân anh nhập về. Đấy, hôm nay 5 con lợn này, heo vàng này. Trồng trên heo vàng. Năm triệu một con lợn này. 5 triệu. Còn cái kia là 15 triệu. Có to này này. Là một cây này. To 15 triệu một cây này. Đấy. 15 triệu một cây. Năm triệu một con lợn vàng này. Đấy, ông xin cái lâu đài này, đá đấy. Lâu đài này nhiều tiền không anh? Đấy, bán rồi. À, bán rồi. 22 triệu. 22 đồng. Đấy, một biệt thự luôn, mua quất được cả biệt thự. À, đẹp. Màu đúc cái biệt thự này, kỳ công quá. Đây này. Nhà tầng luôn, nhà lầu luôn. Đấy, hay quá. Bạt ngàn quất. Bác Tân không ra hả anh? Anh Tân đi công việc. Đang đi lấy hàng. Đẹp nhất, bận rộn quá. Đấy. Địa chỉ mua quất lý tưởng này. Trước sau rất nhiều. Đấy. Quất năm nay so với năm ngoái như nào anh? Thị trường có lên không? Mua một cái lọ như này thì bao tiền anh? Cái lọ này triệu rưỡi. Hợp lý nhỉ? Hợp lý quá. Bao nhiêu công sức trong đấy rồi? Lọ triệu rưỡi. Men cổ này chắc là nhiều tiền hơn. Men cổ này. Cái đấy nó nhiều tiền hơn 5 triệu. 5 triệu. Cái bình đẹp quá. Trồng rất tài. Cho được vào đấy rất là kỳ công mà. Rất xanh tốt nhé. Đấy, 5 triệu này mua tốt quá, sao đâu. Đấy. Cái này rất là hay, sung xuê, quả xanh, quả chín. Rất là khỏe cây. Đúng là tài tình thật. Chỉ trong một cái lọ rất là nhỏ, cái cổ nó rất là nhỏ. Đấy, rất là nhiều. Ngoài ra còn lợn vàng biết cũng 5 triệu. Cái độ lọ gốm này thì tầm 1,5 triệu. Hôm nay là chặn xe rồi. Không xe đâu, chặn xe. Mình hãy sang khu vực khác nhé.
đấy, hoa hồng. Chúc xem người các bác, xem người lại bắt đầu vừa quất trà, bắt đầu trà. Chi mai tôi chưa thấy cái cây chi mai nào ướt mắt cả, chưa thấy, thực sự là chưa thấy nên là cũng không nhảy vào quay lan này. Các loại làng, làng thôi không rảnh lắm. Rồi đến Tết thì ra đây thì thiên đường của làng. Quất. Đấy, chỗ làng. Tuyệt vời chỗ làng. Bạn bạn cho mình hỏi tí, chậu như này thì khoảng bao tiền? Là một cái cánh nhánh này đúng không? Cái dòng này gần như là đắt nhất đúng không? Tức là 12 triệu đâu. Đây nó gọi là lan gì nhỉ? Lan thanh ngọc. Thanh ngọc. Rất là đẹp. Thì cái loại vàng vàng này là lan gì nhỉ? Loại vàng vàng này thì nhà em lại bán theo là tức là tất cả cái này là triệu sáu. Vâng, tất cả là triệu sáu. Còn cứ mà yêu cầu ghép như này là được đúng không? À, vâng. Như cái này thì đang là bao tiền? Tám khó. Tám sáu bốn tám tám mười tám tám mười bốn mười tám mười hai, mười hai triệu mấy đúng không? Là 12 triệu 8. Rất là hoành tráng. Nó gọi là lan gì nhỉ? Sato nhỉ? À Sato. Mình thích nhỉ. Xin phép làm tí phóng sự. Đấy, địa điểm mà mua bán đấy. Bạn nữ rất là xinh gái. Con nhìn nhìn này, lan này, thanh ngọc, loại dòng lan rất là đắt, rất là đắt. Trên này là Đai Châu, cũng là chỗ vườn lan rộng nhất ở đây rồi. Bên này Hồ Điệp. Đưa trẻ con gia đình ra đây chơi cũng rất là hay. Chứ không chỉ riêng gì dưới cây đâu mà các bác. Rất là nhộn nhịp chợ xuân mà.